Mai Vàng Núi Bà Tây Ninh xin kính chào tất cả các bạn. Buổi sáng chúc sức khỏe đến tất cả các bạn. Hôm nay là đầu tháng 3 năm Tân Sửu, thì thời gian trôi qua rất nhanh các bạn. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cái tiêu đề này muốn gửi đến tất cả các bạn là gì? Chọn lọc những cây mai trồng trên 3 năm đối với cách 1 và cách 2 để mình định hình lại cho cái vườn mai mình sau này nó có cái giá trị hơn. Đó là cái tiêu đề hôm nay tôi muốn gửi đến tất cả các bạn. Thì đối với cách 1 và cách 2 tôi đã chia sẻ với các bạn rồi, và hôm nay tôi sẽ cho các bạn thấy rằng giữa hai cái cách này các bạn lựa chọn cái cách trồng thực tế trên cây mai của tôi. Đó là cái gì mà tôi muốn gửi đến tất cả các bạn ngày hôm nay, và mình định hình lại các bạn. Tại sao tôi gọi là định hình lại? Do mình trồng là cây mai để sau này mình bán, chứ không phải mình bán lẻ. Cái này là cái chia sẻ da đất ít mà thôi. Có những bạn trồng đòi trồng một mẫu, một mẫu hai gì đó, nhưng mà tôi cản. Là do các bạn, dù các bạn có làm nông nghiệp, đừng thấy cây mai là rất là đơn giản, dễ dàng. Không dễ đâu các bạn. Và trồng sau này coi chừng mình bị thất bại thì các bạn sẽ đổ thừa. Do vậy nên tôi nói các bạn trồng một hai công đất mà thôi. Với cách 1 và cách 2 của tôi, để vì mình trồng mình để sau này mình dưỡng già, chứ không phải mình bán. Rồi sau này mình sẽ dâm ra. Một công đất có thể trồng 400 cây với kích thước là 1,5 thước, gần 400 cây. Thì sau này nếu các bạn thấy thành công thì các bạn dâm ra. Đừng nên trồng đại trà. Đối với các bạn chưa từng trồng cây mai, tôi chỉ gợi ý đó nha thôi. Và bây giờ tôi trở lại cái tiêu đề ngày hôm nay là gì. Với cách 1 thì các bạn sẽ lấy những cái bộ đế như vậy. Và các bạn đừng có hỏi tôi là cách 1 sao cách 2, tôi đã chia sẻ rồi. Các bạn nếu thắc mắc thì các bạn đánh lại cái tiêu đề là trồng cây mai theo cách 1 hoặc là trồng cây mai theo cách 2. Thì bây giờ tôi trình bày lại nè. Cách 1 thì các bạn sẽ được cái bộ đế như vậy. Đây, đó là cách 1. Đây nè các bạn thấy, nè cái bầu quấn nè các bạn. Và cái rễ này tôi nhắc lại lần nữa, các bạn hỏi rất nhiều, để tự nhiên. Tôi thì tôi để tự nhiên không quấn. Thì các bạn có, bởi vì tôi làm sao tôi chia sẻ vậy, còn cái cách kia thì tôi không biết. Có nhiều bạn hỏi là bây giờ cái mai quấn rễ trồng nó đẹp hơn, thì tùy. Tôi không dám trả lời lại gì. Tôi chia sẻ cái gì tôi đã làm được, để sau này sau 5 năm mới có kết quả. Thì bây giờ cái kết quả tôi có, tôi chia sẻ thực tế trên cây mai của tôi mà thôi. Và những cách khác thì tùy các bạn lựa chọn. Đây là cách 1. Nó không phải đồng đều vậy nghe các bạn. Đây nè, nó cũng lạ đấy chứ. Và tôi cho xem các bạn xem một vài cây theo cách 1. Đây, thấy không? Giờ đây, cách 1. Nè, cái bầu này các bạn ha. Thì mình được cái gì? Và tôi nói các bạn, trên 3 năm thì mình định hình lại tốt hơn là sao. Đây là những cây mai tôi trồng 1,5 thước. Và sau 3 năm, trên 3 năm tôi thấy thành công, tôi đem ra tôi dâm trở lại 2 thước hoặc 2,5 thước. Thì một công đất nó chỉ không đầy 100 cây. Thì như vậy sao các bạn? Cây mai của mình rất là đều. Tại vì do quá trình mình chăm sóc cây mai, mình trồng đại trà thì nó không đồng đều với nhau, đúng không các bạn? Đây là cái cách 2. Thì tôi có bứng 2 cây tôi dợi đi. Tôi chia sẻ này không có bán nha các bạn. Tôi không, các bạn thấy là tôi làm clip á, là cái cây mai tôi để. Cũng có anh em hỏi nhưng mà mình chưa bán, chứ không phải là không bán. Xem lại cái cách 1 cái nữa. Đây, bạn thấy không, kệ nó cũng dị hợm lắm, không có nào giống cái nào hết. Và cái cách 2 là sao các bạn? Đây là cách 1 ha. Thì tôi đã làm cái cách 2. Thì các bạn xem lại cái tiêu đề. Thì tôi nói các bạn là gì? Trong cách 2 là cái bầu, trong cái bầu mũ, các bạn xem lại ha, tôi chia sẻ rồi. Thì nó lại không có cái phần đế này như cách 1. Cái phần này nó chỉ là tạo cái củ này mà thôi. Và đa số nghe các bạn,
nè các bạn thấy nè, nó phù vậy nè. À, tôi thấy sao chia sẻ vậy á, là do gì các bạn mình trồng trong bọc, và tôi nói các bạn là không cắt đáy, nhưng cái giá thể là sơ dừa và vỏ trấu mà thôi. Do vậy nên nó phát triển như thế này. Và ở dưới cái bọc đáy mình không cắt, để luôn, nó có 8 cái lỗ. Thì 8 cái lỗ này sao các bạn? Đây. À, do cái giá thể nó không phù, nó không gom như cái cách 1, nhưng nó lại lợi cái cách 2. 8 cái lỗ ở dưới đáy nó sẽ ra như vậy. Đây nè các bạn thấy nè. Đây. Đây. Đây các bạn thấy nè. Thì tùy các bạn lựa chọn, nhưng cái cách 2 rất là khó trồng, do nó không tiếp xúc được với mặt đất. Các bạn thấy nè, đây. Nó ra 8 cái lỗ dưới nè các bạn. Do nó gì, nó không tiếp xúc được với cái mặt đất tự nhiên. Do đó mình, tôi nhắc lại lần nữa, là cái trong bầu đó mình chỉ trồng sơ dừa và vỏ trấu mà thôi, hoặc chút xíu đất, là mình không cắt đáy. Nếu mình để vậy mà mình trồng đất này mà mình không cắt cái đáy bầu vô cái bọc mũ á, tôi chia sẻ rồi các bạn, thì sao? Lâu ngày nó sẽ thành cái cục đất sét và cây mai nó không phát triển. Do đó phải trồng giả thể. Thì nó lại được cái này mà nó mất cái kia. Đây là những cái phần rễ dưới. Đây này các bạn thấy nè, 8 cái lỗ dưới nó ra nè. Và cái phần này nó chỉ là tạo cái củ mà thôi. Và đa số nè, tôi cho các bạn xem lại nè, đây nè. Nó có cái củ này. Trên này tôi chưa khai thác ha. Đây các bạn thấy không? Đa số luôn là nó lại có cái phần củ. Và 8 cái rễ dưới nó ra. Nè các bạn thấy nè. Đúng không? Và sau một cái thời gian 2 năm thì tôi lại tháo cái bầu đó bằng mũ nha các bạn. Mà bạn xem lại ha. À, nó khó chia sẻ đi chứ, cái cách 2 là các bạn cứ bấm lại cái là trồng cây mai con cách 2. Thì sau một thời gian tôi mở cái bầu và những cái rễ này nó sẽ chung ra 8 cái lỗ. Và tiếp tục sao các bạn? Đây. Tôi đã chia sẻ mấy năm trước rồi, những cái rễ này ra tôi chặn ngang. Tôi lấy cái vỏ dừa tôi đậy lại, hoặc là mình xây một cái bồn. Đúng không? Hoặc là mình xây một cái bồn. Đây, thì mình lấy được cái từng này. Bây giờ mình đang xài cái từng này nè các bạn, cái này cái củ này. Ha, đây. Và cái rễ nó đây mình hạ xuống thì mình xài được cái từng này. Đúng không các bạn? Đây, rễ nè. Thì như vậy là gì? Mình sau 3 năm rưỡi, 3 năm trên, thì bây giờ tôi đang chiết ra nè. Bởi vì thước rưỡi nó chặt các bạn, trong vòng 3 năm, chắc 3 năm trên 3 năm mình phải chiết ra. Thì mình lựa những cái cây này nó tương đối dày, là tôi nói thiệt các bạn là tôi rất là chịu rồi. Các bạn, dù các bạn có chê khen sao, cây này có giá trị về sau, rất là có giá trị về sau, do nó có cái này và cái củ này. Đây. Thì mình tuyển lại, mình dợi nó đi ra cái phần đất mới nếu mình thấy thành công, để cái mức độ an toàn nhất nó sẽ không thất thoát. Nếu mình trồng ít mà nó không thành công thì sao các bạn? Nó không ảnh hưởng tới kinh tế của mình, tôi đã chia sẻ rồi, phải không các bạn? Nhưng mà làm sao không thành công được? Về cái phần này thì tôi bảo đảm nha, nếu các bạn chăm sóc và các bạn chọn lựa ha, thì cái phần cây mình chăm sóc thì được cái phần này, nhưng các bạn phải chăm sóc. Nước là yếu tố chính, nhất nước nhì cần. Tôi cho tôi sửa cái ha, cái phân nó không có quan trọng đối với cây mai trồng đất. Nói không quan trọng là gì? Nó rất ít phân và mình đưa phân nó không cần bao nhiêu cả, mình tưới nước cho đầy đủ và cái hàm lượng phân rất đơn giản thôi, thì mình được hình thành. Và cái gì, cái bộ lá lúc nào các bạn nuôi cũng phải cho nó xanh như vậy, tránh trường hợp cái con bò trĩ rồi. Và tôi nói các bạn là những các bạn trồng này phải có duyên cái mai. Đây là cái gì mà tôi muốn gửi đến tất cả các bạn. Sau ba cái tiêu đề gì, sau 3 năm, trên 3 năm chọn lọc những cây mai trồng theo cách 1, cách 2 để mình định hình lại. Do mình trồng cây mai là để, chứ không phải là cây mai để bán
bán đại trà ha. Mình trồng để sau này mình dưỡng già, thì cây mai này thí dụ tôi nói các bạn trên 3 năm thì các bạn, nếu các bạn trồng được cây mai này trong một công đất, các bạn trồng 300 cây, 400 cây, các bạn chỉ cần yêu cầu 100 cây như thế này thôi. Đây, nó có bồ đề vậy. Thì sao các bạn? Không lẽ mình chọn không được? Thì các bạn sau 5 năm nữa thôi, đối với cây mai này, xương tàn các bạn phải tạo ha. À, tôi nói là cành nhân vậy ha. Tôi bảo đảm mình dưỡng già được, già uống cà phê được. Và tôi cho các bạn xem một cây mai nữa. Tôi cũng sắp dời đi, cho nó trống các bạn. Đây, cũng cái củ rễ này nè, nó thường đa số là có cái củ các bạn ơi. À, do cái cách hai ha, đây nè, cái phần trên mình không tính, thì bây giờ nó cũng chia ra đây, những cái lỗ dưới nó ra đây nè, các bạn thấy nè. À, nó còn nữa đó, đây nè, bà già bên đây các bạn thấy nó ra nè. Đây, tôi chỉ cái tay nè, đây nè. À, những cái lỗ đáy dưới nó ra, và tôi chặn dừa. À, cách năm trước tôi làm rồi ha, 2 năm rưỡi gì đó tôi đã chặn. Thì như vậy là sao các bạn? Ở cái đầu rễ này, ngay chỗ dừa này, nó sẽ là một dâm, nhưng mà chưa xài được là gì, khoảng 2 năm nữa thì cái dừa này nó mục ra, nó có một cái chùm rễ nó như cái bàn tay tôi vậy nè, nó ghim xuống. Đúng không? Thì mình mở cái này ra, mình khiêu cái này bỏ đi, đúng không các bạn? Mình khiêu cái này mình bỏ đi thì mình sẽ có một tầng nữa, mà không biết được hay không thì tôi cũng đang làm đi ha. Thì trên thực tế những cây mai của tôi, đó là những gì tôi muốn chia sẻ đến tất cả các bạn và những cây mai thế này. Rồi, đó là cái tiêu đề mà tôi muốn nhắn lại các bạn là trồng ít, chăm sóc kỹ, sau này nếu mình thành công thì mình sẽ chọn lọc ra trong một công đất, nó thành một cái vườn mai rất là đẹp các bạn. Nó đều do mình đã chọn lọc từ ở trong, cũng như mình nói mình dâm đi, trong một công đất mình dâm 400 cây, và sau này mình lựa chọn ra 100 cây trong 400 cây cho một công đất, đúng không? Chỉ cần 100 cây như vậy thôi thì mình đã hoàn thành các bạn cái công việc của mình ha. Đó là cái cách tuyển ra để trồng những cây mai, và theo cái cách 1 và cách 2 thì các bạn lựa chọn. Đa số nó có cái phần cũ này các bạn ơi, thấy chưa? Và nó không đồng đều đó các bạn, làm sao đồng đều được? Thì cái cách làm của tôi sao tôi chia sẻ các bạn vậy thì các bạn chọn lựa. Và một lần nữa tôi nói các bạn nè, cái cách 2 rất là khó trồng. Do vậy nên các bạn lưu ý, giá thể sơ dừa do mình bịt cái đáy mà các bạn tưới thiếu nước, trời mưa cũng phải tưới luôn, trường hợp mưa già và mưa dầm mà thôi. Do nó còn khó hơn cả cây mai nuôi chậu, thì tùy các bạn chọn lựa để sau này mình làm, tôi chia sẻ để các bạn làm thành công. Đừng nên làm cho nhiều, quản lý không được, mình sẽ bị thất bại, rất uổng cái công trình của mình khi mình đã quyết định trồng những cây mai. Đó là tiêu đề tôi tóm lại để gửi đến tất cả các bạn, và mình xem lại những cây mai của tôi. Vậy mà sao bị chê quá các bạn hả? Thôi thì tùy các bạn ơi, tôi làm á thì mỗi người làm mỗi người biết. Không các bạn do những các bạn nuôi ít, hoặc là các bạn sở hữu những cây mai người ta đã làm sẵn, các bạn sở hữu 20-30 cây do các bạn đã tuyển, còn cái vườn này là chính tay mình trồng ra. Do vậy nên nó có tông cao, tông thấp và cái to thoát thân. Thì có nhiều các bạn đồng tình và không đồng tình, điều đó nó không quan trọng. Nhưng quan trọng là cái gì? Tôi làm tôi biết. Nếu không có kinh tế thì tôi đâu có gắn camera chi, gắn đèn chi, thấy các bạn. Và hàng tháng tôi nói các bạn,
nội cái tiền điện ha, nội cái tiền điện ban đêm á là tôi đốt đèn hết, là do cái trường hợp mà mình thôi mình không nhắc tới ha. Một tháng nội cái chi phí tiền điện tôi không, và cái tiền nước tưới là 1 triệu đối với 7 công tắc, 1 triệu đồng. Các bạn thấy chưa, chưa tính những cái công thuốc, một tuần lễ xịt một lần, 10 ngày hoặc là 10 ngày xịt lần, nhưng mà hiện nay bộ trĩ là một tuần lễ, không quá một tuần lễ xịt một lần, và một lần xịt vậy là không dưới 700-800 ngàn, vừa tiền công tiền cán hoặc 1 triệu. Các bạn thấy không, một tuần lễ thôi như vậy thì cái chi phí mình bao nhiêu các bạn, rất lớn nha. À, đối với cây mai này chưa kể tính cha con tôi à, cái này là cắt hồi tháng 2 âm lịch này. Ủa tháng giêng tháng 12 chứ. Thì bây giờ tôi không biết làm đúng không ha. Thì bây giờ ra vậy, đây những cái mai này. Thì bây giờ tôi tiếp tục lại cắt. Các bạn thấy cắt một cái lần xử lý nguyên cái vườn vậy. Nếu mình mướn công thì như vậy thì gì, các bạn tự tính đi. Một tháng bao nhiêu tiền điện, tiền phân, cái xịt thuốc nó mắc hơn phân. Như vậy tôi cho 500 ngàn thôi là nhẹ nhất. Cái tiền công người ta xịt là 200-300 ngàn rồi. Cái tiền công không á, tiền thuốc. Như vậy là một tháng 2 triệu cộng tiền thuốc thôi ha, cộng với cái tiền đèn đuốc. À, tôi làm giáp giường hết nè. À, do cái à, thôi mình đừng có nhắc cái đó nữa, nói vậy các bạn biết rồi. Thì nếu tôi làm không có kinh tế, đây là tôi nói cái gì để các bạn mạnh dạn các bạn làm ít thôi, và trồng những vị trí thích hợp. Cũng như tôi bây giờ nội cái đó là 3 triệu một tháng. Các bạn thấy chưa? Và nó quan trọng là gì? Cắt sửa những cái mai như thế này. Đây, các bạn thấy không? Đây nè, cắt hết rồi. Ai cắt cái này, nếu các bạn mướn đi nguyên một cái vườn này mà cắt như vậy, các bạn không tham gia các bạn mướn thì bao nhiêu tiền nữa. Và không phải một lần này thôi, Tết còn phải lặt bông. Thôi bây giờ nói tới đó thôi, để chi các bạn cẩn thận, trồng ít thành công lớn, trồng nhiều sau này mới đầu trồng thì nó không quan trọng mấy, bởi vì nó là cây con, chỉ tưới nước, đưa cái phân và xịt thuốc sơ sơ thì 1-2 năm đầu các bạn thấy nó là bình thường. Nhưng qua những cái năm mà sửa tàn tạo dáng, thí dụ vậy, thì mình sẽ thấy rằng nó rất là khó. Và cái con bò trĩ. Và một lần nữa kết thúc tiêu đề này là gì? Chọn lọc những cây mai các bạn trồng ít thôi, 2 công đất nó được 800 cây. Và sau 3 năm các bạn sẽ, và cách 1 và cách 2 tùy các bạn chọn, và sau 3 năm mình định hình lại. Tức là mình bứng chiếc ra để mình định hình trong cái khu đất của mình. Nghe các bạn, thì nó sẽ đồng đều. Và cái phần còn lại thì mình bán, có thể mình bán cây mai gọi là cây mai chơi bông, nhưng nó vẫn có để dễ bán. Đó là những gì tôi muốn gửi đến các bạn để các bạn trồng thành công đối cây mai. Chào ba và chào các bạn, và hẹn gặp lại.